Ngọc Sơn sẽ hiến xác làm từ thiện. Tôi có thân xác, các sinh viên trưởng y cần xác người để thực tập thì hiến thôi. Cho tiền bạc làm từ thiện thì tôi làm nhiều rồi, giờ cho xác nó mới động. Ca sĩ Ngọc Sơn nói về việc hiến xác mà anh vừa đặt bút ký đơn hôm 19 tháng 3. Xuất phát từ đâu mà anh có ý định này? Con người sinh ra từ cát bụi, lìa trần thì cũng trở về với cát bụi. Nếu đem thân xác đi chôn vùi, trong lúc các trường y họ thiếu tiêu bản người để thực tập và nghiên cứu khoa học thì phí phạm quá. Tôi muốn phụng sự cuộc sống cả sau khi mình đã Anh hình dung những khó khăn sẽ xảy đến khi đưa ra quyết định này như thế nào. Tôi độc thân, đâu có gì vướng bận mà lo. Hơn nữa việc đó xảy ra khi tôi chết rồi, có rắc rối gì thì cũng có sao đâu. Vậy còn những người thân của anh phản đối như thế nào? Tôi không để ý, nhưng nếu không ủng hộ thì cũng không được đâu. Tôi là chủ của thân xác mình nên có toàn quyết định. Và lại, việc này cũng không phải giống như mình chết mất xác, sau 2 3 năm gì đó khi trường họ không có nhu cầu thì gia đình vẫn có quyền nhận về mai táng. Hãy tưởng tượng xem, hiến một quả tim sẽ cứu một người, còn hiến xác dành cho thực tập sẽ rèn luyện tay nghề cho hàng trăm bác sĩ, từ đó cứu được hàng nghìn người, cần lắm chứ. Thường thì người ta chỉ hiến xác khi đã về già, anh thì ngược lại, vì sao vậy? Tại lúc này rảnh, không gì làm thì đi hiến vậy mà. Anh nghĩ gì trên đường từ nơi hiến xác về nhà? Sao mình không đi hiến sớm hơn? Ngoài hiến xác, anh dự định xây một ngôi trường từ thiện cho trẻ em nghèo mồ côi. Ý tưởng này xuất phát như thế nào? chuyện này bắt đầu từ một giấc mơ trong giấc mơ đó tôi thấy mình vui đùa với một đàn trẻ con tôi dạy chúng hát và nhảy hip hop rồi thấy mình đứng giữa một ngôi nhà to lắm xung quanh toàn là trẻ con không có bạn bè người thân gì hết chính giấc mơ đó gợi cho tôi nghĩ đến những đứa trẻ mồ côi từ đó tôi có ý định muốn làm một điều gì đó cho các em nên quyết định bán căn nhà mình đang ở tiền bán nhà tôi trích ra mua lại một căn khác nhỏ hơn cho cha mẹ còn lại sẽ xây một ngôi trường từ thiện cho trẻ mồ côi việc bán nhà của anh thực hiện đến đâu rồi? Tôi đã thông báo đấu giá mấy tuần nay rồi, với mức giá khởi điểm 1 triệu USD nhưng vẫn chưa thấy người nào trả ok. Nghe nói có cảm giác như anh đang dọn cho mình một chuyến đi xa. Lúc này, tôi còn khỏe mạnh lắm, còn lâu mới chết. Tôi nợ cuộc đời và khán giả nhiều lắm, trả mãi cũng không hết đâu. Cuộc đời cho tôi nhiều và cũng rất bao dung khi tôi phạm sai lầm. Tôi luôn tâm niệm một điều, sống hay chết gì cũng vậy. Nếu còn giúp được thì cho đời thì cứ giúp một cuộc sống mới sẽ tái sinh nếu mình biết hy sinh và dâng tặng